ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចគ្មានទម្លាប់រត់ចោលប្រជាជនដែលជួបការលំបាកនោះឡើយការបញ្ជាក់ខាងលើរបស់សម្តេចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលចុះជួបនឹងចៃអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិនដែលមានទម្លាប់រត់ចោលប្រជាជនដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកឡើយជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានអរិគុណអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលតែងតែរួមសុខប៉ុន្តែនៅពេលប្រជាជនមានទុក្ខបែរជារត់ចោលផងដែរការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញចុះជួបនឹងចែកអំណោយដល់ប្រជាជនរាប់ម៉
tục rốt bởi chào dương ọ xong bây tờ bịa mỏ mắt xong đai nơi mô rả nạ tục xong đai nơi ca sau xa đai cho bố ca linh lung có kê mặt ban để dây phong còn tay xong rạp cả nạ bạp dù chân đại ban ruộng sóc ruộng tục cho môi bởi chương bó rát rồi bỏ dương cởi rồi bỏ bột bột chương xam cho môi chân năm dương nơi tay bọn to bởi bây ni đi thiết hãy nếp bằng hai nhỏ khơi căn tịch cho bà nơi bê na đài miên mà hắn ta rãi cả làng phải chỉ chôn chú ca làm bà tài miên vô tử miên chỉ nếch nây một trây cả nạp bạc bà chỉ chôn xâm rạp luôn chồng cứ xong khám miên tùm lọp đào cho bà chỉ chôn nơi bê đai bà chỉ chôn còn bốc chú ca làm bà thì xong nơi chạm ban thà nơi phê tức chấm nôn chứ năm bì bọn khi ông bà phê học sắp bằng bấy tháng ngày đòi cái miên tầm ra đàm bày xong cục và chị chun nơi phê lúc đài miên tầm hôm đó thôm rắp liên cru xa bản đá mà đá phê đi cứ dương miên trâm tay bảo mán sắp mơn cru xa tại bản nông đời bà tìm bên chơi ở lấy chạp ràm cao chạp ràm cao mảnh năng rồi bài ca làng ta đã chương bay mơm chân tế mảnh năng ban thì khi ông ngày nít khi ông bà chạy thay bà ta bà chanh bì nít tới khi ông nâng tư chẳng ngồi tờ ná khang bòi bẹt ta ta bà lăng sắp ta bòi bẹt hỏi bà ta bà tư xem năng tới tí krong phụng bình đào bay bước xa ai bà chung cả nạ rõn trấy xlong cho bắp theo vị cá xảm rạp ca cục krong cho năm bí bọn bà phê mùi bà chung cho năng phương tầm nào tầm lọc mà vinh mà đê nơi tầm xìm riêp bà rô cái anh lô thiên đặc cả mân ổng nói phòl này ca ho tầm lọc mà căn bởi tiên miền chơi bình nó xa phí cả là anh thiết và xa mạnh chẳng ai riêng cho mà mơn cru xa và thèm còn thế ở bánh mạnh đời khơi anh tha rồi bài ca rồi bài bà khét cứ là anh lưu bây mơn cru xa thả hơi chẳng chẳng ai riêng cho mà mơn pram bọn
ខ្ញុំបាទធ្វើសកម្មភាពនេះគ្មានបើប្រជាជនកំពុងតែលំបាកយើងត្រូវរួមទុកជាមួយគាត់ណាហើយយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានខិតខំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលលិចលង់នេះ